Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp Trời Định Nhân Duyên của tác giả Lê Văn Nguyên. Phần thứ hai mà cũng là phần cuối. Tôi về chung cư cho mọi thứ vào vali vì chuẩn bị ra đi, bởi chắc chắn con mẹ cà chấn kia không bỏ qua. Nếu không có gì trở ngại thì sáng mai hoặc ngày mốt, tôi sẽ nhận tờ giấy cho nghỉ việc với lý do rất ư dễ thương là dư người. Nhưng hồ sơ lý lịch thì kinh người, với nhiều tội danh rùng rợn. Nó sẽ ảnh hưởng trong tương lai khi tôi điền đơn xin việc làm. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, thì ròm tôi bắt đầu hối hận về việc làm nông cạn của mình. Tại sao cứ cương như vậy chứ? Cứ xem những lời cô ta như đàn khảy tay trâu, gió thổi qua tay thì đâu có gì xảy ra. Bao nhiêu năm nhẫn nhục chịu đựng để giữ cần câu cơm, thế mà hiện tại cái mộng ước dành tiền mua nhà tậu xế hộp cáo cạnh cùng con vợ xinh xắn, thế mà mọi thứ tiêu tan như bọt xà phòng. Ôi, vừa bước chân vào hãng thì thằng Robert chạy lại. Cái thằng con thỏ nhát gan này đón tôi với vẻ tò mò pha lẫn kính nể. À, Lucy, mày biết tin gì chưa? Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin xấu, nhưng trong lòng vẫn nhói đau. Tôi gượng cười với cái miệng méo sạch. Ờ, thì tao bị đuổi việc chứ gì? No, no, mà trái lại. Robert kéo tôi vào góc khuất đoạn thị thào. Bà Lori, trưởng phòng nhân viên nói riêng với tao á, là có văn bản yêu cầu thuyên chuyển mày về tổng công ty, phòng thanh tra, với chức vụ phụ tá mà xếp phòng này á, lại là Julie. Nói đúng hơn, mày là cấp dưới của cô ấy. Tao không thể tưởng tượng ra nổi. Thật thần kỳ. Chắc trong tương lai tao sẽ học chiêu thức của mày thôi. Gặp sếp trên không cần khúm núm sợ hãi, cứ phản thẳng cánh. Gặp sếp nữ lại càng tốt. Từ B, C hay D, cứ lùi tụt xuống A. Thêm vào đó chê bai này nọ, biết đâu tao sẽ được cất nhắc như mày. Ý, thôi thôi, mày đừng có giỡn mặt tử thần. Lên đầu không thấy mà xuống địa ngục là cái cẳng. Chú Ly điều tao về à, bên cạnh là muốn chơi tao đó. Cô ta thâm độc ở cái chỗ là không thèm sa thải mà hành hạ tao cho bằng thích, dở sống dở chết. Mày nghĩ coi, làm việc chung với nhau thì thoải mái ư? Sai vặt cái này ra lệnh cái kia, nôi con gà thành con vịt hoặc chỉ cây dâu mắng cây hòe. Cái này không phải làm lại, cái kia không đúng cần phải sửa sai. Hey, đời tao tàn rồi Robert ơi. Ây, rủi lý, ai đông thiến sụ. Người Trung Hoa có câu ngạn ngữ á, xà hạt phong nhân khẩu, tối độc phụ nhân tâm. Ý nghĩa của nó là đàn bà có bụng dạ ác độc không thua gì rắn bò cạp ông, và miệng lưỡi thế gian một khi họ chiếu tướng thì cuộc đời hú nhị tị. Chém giết đầu độc hoặc cực hình đó thì quá bình thường, một thứ ghê gớm mà ai nghe cũng gây óc trùng mình vì sợ. Thằng Robert mở to mắt nhìn tôi chồng chọc với vẻ tò mò. Hỏi thật mày nghe, có bao giờ làm điều gì khiến con bồ mày buồn lòng, đau khổ hay bực mình không? Liên quan gì đến cái gì độc phụ nhân? Yêu nhau còn không hết thì lấy gì mà phiền với giận? Y mày nói dối, chính miệng mày khai với tao là Jenny giận cả tháng trời vì nó thấy mày uống rượu với con nhỏ tóc vàng trong quán bar. Nó hết giận rồi khi nghe tao xin lỗi cũng như giải thích sự hiểu lầm. Ai có biết nó hết giận hay là đang nghĩ ra cách trả thù? What the hell? Don't scare me, man, please. Thằng Robert kêu toáng lên với vẻ sợ hãi. Phụ nữ khi thù hận ngốc trời thì không bao giờ suy nghĩ sâu xa. Nói là làm chứ không ông đưa gì ráo rội. Bên xứ tao khi phụ nữ bị bỏ rơi hoặc người yêu phụ tình thì cách trả thù rất ư gọn gàng. Một lon acid tạt vào mặt. Oh my God! Oh my God! Nếu chưa hài lòng với cách trả thù kia, tôi ra dấu cầm con dao lia qua cái kia. Cắt một phát là xong. Chưa hết, sợ mày cầm cái của nợ vô bệnh viện để chạy chữa thì bứt nó xuống sông hay liện cho chó sơi. Thấy thằng Robert mặt tái nhợt, hai chân kẹp chặt đồng thời lấy tay che chở nơi ấy, tôi cười ha ha, dọa thêm. Tối nay hoặc những ngày khác cứ thấy con Jenny lại gần mà trên tay của nó có con dao, thì y rằng nó sắp thiến mày đó. Cách trả thù sẽ biến Robert thân yêu thành thái giám. Sống không xong mà chết cũng không được.
Đàn ông chỉ có thú vui là gái gú cùng làm tình. Mất cái của nợ đó thì đời mày thà chết sướng hơn. No, 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 no. Trong văn phòng rộng rãi khang trang cùng với cái gai lạnh từ máy điều hòa không khí, ta vẫn cảm thấy nóng bức, bất an. Bởi hôm nay là ngày đầu tiên làm việc với sếp, gặp mắt sếp, khuôn mặt lạnh tanh, cũng như ngôn ngữ phát ra không chút tình cảm. Biết tội của mình không? Lucy thân mến! Tôi nuốt nước miếng đánh ực một tiếng rồi yếu xìu như con gà nuốt dây thun. Thưa cô Julie, tôi biết tội của mình. Nói tội gì? Nói lớn và nói rõ cho tôi nghe nào. Nhục mạ và to tiếng dưới cấp trên, đó là việc không đúng của tôi, thành thật xin lỗi. Chưa đúng, ngẫm nghĩ lại xem còn thiếu sót điều gì nữa không? Cho anh 30 giây. Quái, 30 giây, nghe quen quen. Ở đâu nhỉ? À, hình như là thời huấn nhục khi còn là tân khóa sinh tại trường Bộ binh Thủ Đức. Tất cả đều là 30 giây. Huynh trưởng cho đàn em 30 giây đi vệ sinh cá nhân. Huynh trưởng cho đàn em 30 giây ăn trưa. Đàn em có 30 giây dọn dẹp phòng ốc, đột kích. Đột kích 30 giây từ chỗ ở ra giao thông hào. Bây giờ nghe lại cái chữ đáng sợ ấy khiến rộm tôi rùng mình, gai ốc nổi lên rần rần. Bởi nhớ lại thời gian kinh hoàng kia mà thằng tôi luôn nạn nhân. Trời! Đi tiểu chỉ 30 giây thì làm sao giải quyết cho hết chất nước ở bên trong. Mở khuy quần hết bao nhiêu, tè ra bao nhiêu. Thế là rồng bị phạt vì để hở khuy quần. Đáy quần ướt đẫm vì cái van chưa đóng kịp. Đi vệ sinh cũng 30 giây. Kéo cái quần xuống cũng mấy giây. Ngồi xuống ráng nặng cho ra chất thải hết bao lâu. Chùi đít cho hộp vệ sinh mất bao lâu. 30 giây. Ôi ông trời ơi, rồng tôi có cái mùi khắm vì chưa hoàn tất việc đi vệ sinh, và bây giờ lại nghe ba chữ 30 giây đáng sợ kia. Tôi cúi đầu lý nhí như kẻ tội đồ đang quỳ trước vị chủ chăng. Khinh thường cấp trên với những lời nói khiếm nhã. Nói rõ ra xem. Bị thốc hối lại thêm đôi mắt chồng chọc hốc hồn, Lucy quýnh quán nói một hơi không ngừng nghỉ. Chê cái đó của cấp trên nhỏ như trái chanh, chê cấp trên gầy teo như con khô hố, không nên nhìn vào chỗ không cho phép. Stop, stop, anh nói ngực của tôi là A-, diễn tả ra xem nào. Nói giống như, à không, tương tự như, trái chanh. Vừa nói vừa đưa tay để diễn tả. Một tai hại sai lầm lớn nhất trong đời của Lucy khi bình phẩm vào vị trí trên người phụ nữ thường hay hãnh diện. Bằng trái chanh, anh lại đây, bảo anh đến đây nghe rõ chứ. Tôi không hiểu ý tứ của Julie nên chần chừ còn chưa kịp hành động, thì bị tiếng hét của cô khiến cho rồng tôi giật nảy mình và dĩ nhiên phản ứng một cách máy móc. Đưa tay ra, đưa ra. Làm gì thưa cô Julie, tôi không hiểu. Anh sẽ hiểu thôi, để rồi không còn ăn nói quàng xiên cốc đế. Nói xong, Julie chụp tay tôi rồi đặt lên ngực của cô. Má tôi ơi, má ơi, tôi gần như muốn ngất đi vì sợ, lo. Tim đập bịch bịch như trống làng. Nó sắp sửa leo lên cần cổ của tôi để an vị. Bình thường quả tim to lắm cơ mà, nhưng hiện nay teo lại chỉ bằng ngón tay cái. Nhiều đêm, nằm trên giường tôi mường tượng đến các bộ ngực của phụ nữ, nhất là các minh tinh đóng phim. Ôi, nó vĩ đại và căng tròn dưới áo. Ước gì sờ hay rờ rẫm lên nơi đó, thì đời tôi sướng trên mé điều hiu. Nhưng hôm nay thì khác. Khác quá nhiều, không sướng trên mé điều hiu, mà cảm giác như đặt vào chảo nước sôi, nóng rát, tê dại và đau đớn. Ước gì có con dao, tôi sẽ chặt phăng nó đi cho rồi. Nói, nó thuộc cỡ nào, A, B hay C? À, B, 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 chính xác là nó. Tôi nịnh bợ lấy lòng. B thuộc size 34, 35 hay 36? Má ơi, cả đời rồi tôi có biết cái gì là 35 hay 36 gì đâu. Bộ còn chưa có thì làm sao tường tận về các size của bộ ngực. Trong lúc hoảng hốt, đầu óc tôi lóe ra ý nghĩ thật sáng suốt rất kịp thời. Đúng, đúng,
Mấy ông Việt Cộng có khẩu súng vắt vai mà lính nhà ta gọi là B-40, thế là... cỡ B xài 40. Đúng, B-40. Julie mất tôi một cách ghét bỏ. Bạn gái của anh chắc có sai này nên rành lắm thì phải. Không có, tôi chưa có người yêu mà cũng chưa quen ai hết. Không có sao lại biết tường tận là B-40? Bởi nó tròn, tròn to, dài dài và phục lửa. Tôi nhớ lại thời gian đi lính có mấy lần ném chết vì bị bắn B-40 nên buộc miệng nói liền. Cái gì phục lửa? Nói hù nói vận gì đó. À không không quên, ý của tôi là nó hấp dẫn, có sức thu hút khiến người ta bị bỏng lửa khi sờ đến nó. Thôi, lấy tay ra đi, cảm giác thế nào? Anh xạo vừa thôi nghe Lucy. Không biết thì đừng nói bừa, làm gì có sai 40, dốc tổ. Chiều nay tôi mời anh đi nhà hàng, trước là chào mừng chúng ta làm việc với nhau, sau là hàn huyên tâm sự. Anh không nên từ chối, bởi có nhiều vấn đề mà tôi cần tìm hiểu, nhớ nghe Lucy. Tôi ra ngoài cửa với tâm trạng chảnh choáng như say rượu, toàn thân lơ lửng như đi trên mây. Diễn tiến mọi sự chỉ độ nửa tiếng nhưng dài cả hàng thế kỷ. Tâm tình của tôi rối rắm bởi luôn bị các câu hỏi dằn vặt. Tại sao cô ta lại cầm tay để lên ngực? Tại sao không vào lúc khác mà nó xảy ra thời điểm trong buổi diễn kiến đầu tiên? Cho dù có giận đi cách mấy, Julie cũng không ngu đến nỗi chứng minh sự thật cho người khác. Việc làm chỉ xảy ra cho đôi tình nhân hoặc vợ chồng mà thôi. Ẩn ý của Julie khiến tôi nghĩ nát óc mà không tài nào suy ra. Trải lá số tử vi lên bàn, tôi bắt đầu quan sát từng cung. Mệnh, phụ, phúc, điền, quan, nô, di, ách, tài, tử, thê vào. Mệnh tại mùi, thân tại tỵ cũng là cung thê mà người ta gọi là thân cư thê. Vòng đại hạn khởi đầu tại mệnh chu kỳ 10 năm, 3, 12, 13, 22, vân vân. Theo chiều thuận kim đồng hồ, bởi tôi thuộc dương nam, mệnh bị sao truyệt tuần không án ngữ. Chính tinh thiên đồng lạc hãm, sắc tinh kình dương, đà la xung hợp chiếu, bộ tam hóa, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa qua mệnh. 30 năm đầu đại diện cho mệnh bị hỏng bởi quá nhiều sao xấu công hãm. Nếu không chết tất phải bỏ xứ ly hương, cầu thật xứ người. Hoàn toàn đúng bởi năm 20 tuổi vào lính, chết sống ở làng tên mũi đạn, sau đó di tản ra nước ngoài bởi cung thân có thiên mã hội hợp cô thần quả tú. Đi không có người thân, đi cầu thật xứ người, cô độc suốt bao năm trời. Đại hạn 23-32 rơi vào phúc cung, tam hợp với thây cung có sát tinh địa không, địa kiếp, miếu địa, là cách kiếp không tị hợi phát giả như lôi. Đây mới là mấu chốt vấn đề mà bao năm qua làm khó tôi không ít. Hơn nữa hội họp đào hoa, hồng loan, tại hợi xung chiếu, mặt khác các tinh khôi việt, tả hữu, quyền lộc, hội họp. Nói chung, cung thê sáng sủa với nhiều quý tinh, phúc tinh, phù trì nhân. Sau địa không, địa kiếp là đại sắc tinh chủ, chết chóc, tai ương, ly tán, phá hỏng nhân duyên. Lại tọa thủ vậy thì giải thích như thế nào? Câu trả lời sẽ giải thích chính xác sau này. Anh nói hết cho tôi nghe về quá khứ của mình. Quá khứ, tôi chẳng có gì để nói, bình thường như mọi người khác. Ít ra cũng có cái gì đáng nhớ, tôi không tin mọi thứ là bình thường. Tôi nhăn mặt bóp trắng như cố nhớ xem mình có gì hay ho xảy ra trong quá khứ. Không có, toàn vụn vặt nhỏ xíu không đáng nhắc tới, chẳng hạn kén ăn rồi bị đòn, leo tường nhà hàng xóm ăn trộm ổi, học dốt nên bị ông giáo quất roi vào mông, hoặc bị huynh trưởng phạt nhảy xổm vì ở quy quần khi đi tiểu, hoặc bò lê lết trên nền đất vì quên chùi đít khi đi cầu, bởi chỉ có 30 giây vệ sinh cá nhân, chuyện xấu hổ phải che đi thôi. Không nhớ ư, cả đời người dài đăng đẳng mà không có một tí kỷ niệm. Tôi lắc đầu quầy quậy, rồi nói với vẻ cả quyết. Không có gì đáng nhớ hết. Cô cũng biết rồi đó, hồi nhỏ chỉ ăn và học vô tư vô lự, sau này vào lính cuối cùng qua Mỹ. Cũng không phải là không có, nhưng nhắc lại chỉ xấu hổ thôi.
Số là hồi học lớp nhất, có con nhỏ tên là gì không biết mà thằng bạn gần nhà gọi là A Muối hay A Muội thì phải. Bởi nó có cha Tàu, mẹ Việt, con nhỏ A Muội đẹp và dễ thương, cho nên thằng Lâm gà nồi mê con nhỏ lắm. Hãy gặp mặt là la trùm mấy câu ba rọi, ngộ oai nị, ngộ ái nị. Và cái kết quả là con nhỏ đến tận nhà mắng vốn bà già thằng tài chấn ấy. Có một sự việc làm tôi xấu hổ đến nỗi không dám cùng nó giáp mặt. Hôm ấy thức dậy trễ nên vội vàng xổ đại cái quần. Cô cũng biết ngày xưa ở quê làm gì có quần tay dài. Hơn nữa, ở bậc tiểu học, quần xà lón cùng chân không đi học là bình thường mà. Cái tai hại cho tôi là cái quần bị tuột chỉ ở đáy quần. Bởi chiều hôm trước đá banh, con nhỏ theo đằng sau, nhìn thấy, nên nếu áo tôi lại, đoạn chỉ vào chỗ tuột chỉ rồi bỏ chạy mất tiêu. Nhìn lại thì, ôi trời ơi, tôi phơi mông lòi đích cho con gái nhìn thấy. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không làm như vậy, nhất là nữ giới. Hi, đằng này lại khác, con nhỏ khoái mình chắc. Nói bậy, ba láp, con nít làm gì biết cái gì yêu với thương, chỉ phóng đại. Tôi đâu có nói A Muối yêu, chỉ nói khoái tôi mà. A Muối chuyển trường sau khi ba cô là ông Bỉnh chết. Cô học chung lớp, học giỏi, thông minh, còn hiền hậu. Luôn đứng nhất lớp khiến ai cũng nể phục mến thương. Hôm ấy là ngày cuối cùng của niên học, lớp tổ chức buổi liên hoan kỷ niệm buổi chia tay, nhưng lần này không giống như mọi khi, bởi đây là kỳ thi tú tài phần nhất. Ai qua truông thì tiếp tục lên trên, người kém may mắn phải học lại, học khi nào đậu mới tiếp tục. Quan trọng khác là thi đậu xong còn chọn ban để học, ban A thực vật, ban B toán, ban C văn chương, ban D cho triết học. Như các buổi liên hoan trước, tôi góp phần làm vui chương trình bằng nghề ruột của mình, đàn hát cùng ngâm thơ. Hoa trắng thôi cài trên áo tím, tàn rồi bao kỷ niệm xa xôi. Núi xanh sông biếc còn rơi lệ, hoa trắng nay thành hoa cố nhân. Tôi xin tặng bài hát này cho người bạn thân thương tên Cẩm Tiên. Hôm nay chúng ta còn ngồi với nhau, còn trò chuyện với nhau. Mai đây mỗi người mỗi nơi để rồi sẽ không bao giờ gặp lại. Tiếng vỗ tay liên tục cùng huýt sáo tán thưởng. Cẩm Tiên, Cẩm Tiên, trả lời cho bạn đi, ý của người ta rõ ràng rồi đó. À, đừng từ chối, người ta tỏ ý rồi Cẩm Tiên, răng long đầu bạc cho hai người. Tiếp theo bài thơ của Phạm Thiên Thư, nhưng tôi thay đổi vài câu trong đó cho nhẹ nhàng. Tặng mùa đông vào chùa bỡ ngỡ, tiễn đưa em trong buổi chia tay, từng cõi hoa trầm lặng thương nhớ, tóc em xưa tô ống như mây. Với bài thơ này tôi cũng tặng cho bạn Dĩnh Xoan, người bạn thân thương, người cùng tôi có nhiều kỷ niệm. Ngay lập tức, Dĩnh Xoan là ai? Ai là Dĩnh xin đứng lên? Tại sao không ai khác mà lại bạn Dĩnh Xoan, lớp mình không có tên này? Tên ngoại quốc hoặc thiểu số vùng cao nguyên, Ede Bana Cơ Ho, ai là Dĩnh Dĩnh? Toàn trường nhốn nháo vì cái tên mà tôi vừa đề cập cũng như thắc mắc về cô ta. Tôi biết các bạn đang đau cái điện về Xi'an. Trước khi bật mí về cô ấy thì cho mình mạn phép nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ giữa Dĩnh Xoan và tôi. À hèm, dài cái hán giọng tôi bắt đầu kể. Ngày tôi còn học lớp 5. Có lẽ hơn 6 năm thì phải, lâu như vậy, nhưng có chuyện khó quên về cái quần. Phải, cái quần tà lõn. Cái gì? Quần tà lõn có gì là kỷ niệm? Bạn nói quá rồi. Ây trời ơi, quần xà lõn xấu xí mà lại lôi ra đây, mắc cỡ chết đi được. Im im, ồn ào quá, đừng nói nữa, xem bạn Lộc nói gì. Sau là hôm đó như thường lệ, tôi đến trường trên con lậu nhỏ cùng các bạn trăng lứa. Hầu hết chúng tôi đều thuộc học sinh trường tiểu học công lập Nguyễn Du, lẻ tẻ vài học sinh của trường tư thục Thiên Chúa Giáo, trường của người Tàu xen lẫn. Có một điều đặc biệt là trong số các học sinh nữ mà hầu như ngày nào tôi cũng gặp, một cô bé trạc tuổi cùng chiếc váy màu xanh đậm, áo sơ mi ngắn tay và phù hiệu trên ngực cho biết cô ta là học sinh trường tư thục Trí Đức, trường tư thục dành riêng cho người Tàu trong vùng. Cô thật xinh với đôi mắt to tròn, long lanh như sao trời,
hai bím tóc với chiếc nơ màu vàng đông đưa trước ngực. Cặp mắt sếch đặc biệt khiến cho người khác cảm thấy cô có vẻ lãnh đạm khó gần gũi. Ngày nào cũng vậy, tôi đi trước, cô lẻo đẻo theo sau, không ai nói với ai lời nào. Triết thành thói quen, cứ nghe bước chân thật nhẹ phía sau thì y rằng là của cô. A Muối là tên mà thằng Lâm Gà Nòi đặt cho cô bé. Một hôm đang đi thì có người níu áo, quay lại thì ra con bé người Tàu đây mà. Còn đang ngạc nhiên vì cử chỉ lạ lùng của nó, thì A Muối đưa ngón tay chỉ vào phía dưới rồi bỏ chạy với đôi má ửng hồng. Tôi nhìn xuống rồi chậm rãi thăm dò. Bình thường mà, cớ gì con nhỏ lại chỉ chỏ chỏ như vậy? Lần ra phía sau, trời trời, má của tôi ơi, đáy quần bị tuột chỉ. Hậu quả của buổi đá banh chiều qua là loài cả đít, hở cả mông, thế mà tôi cứ mang nó đi hết con đường với nhiều người qua lại. Tình trạng này làm sao dám bắt mặt đến lớp, tôi vội chạy về nhà, vừa chạy vừa đưa tay bỡ mông, nông rất bẩn. Thằng Lộc ỉa trịnh tụi bay ơi, ha ha, Lộc ỉa trịnh. Tao nói rồi mà, nhìn cái mặt xanh lè của nó là biết ngay, ăn cho nhiều vào để rồi trịnh ra quần, thằng thăm ăn cố uống. Hết rậm, hết rùi, và bây giờ trịnh cho đủ bổ tam sơn. Cả lớp cười rần rần với câu chuyện dí dỏm ấy, đột nhiên có ai lên tiếng. Xin anh Lộc Trịnh hãy cho cả lớp biết cô Dĩnh Xuyên là ai, tại sao có liên quan đến cô A Muội. A Muội là do thằng bạn Lâm Gà Nòi đặt cho. Dĩnh Xuyên là âm từ nguyên thủy, chữ Tàu đọc thành, với người Việt thì đọc là. À, sao lại ngần ông Lộc ế trịnh, cà chấn quá, tụi tôi đang nóng ruột đây mà. Dĩnh Xuyên là Cẩm Tiên, là bạn đang ngồi cùng chúng ta ở buổi liên hoan. Vèo, đùng. Một vật đen thui từ phía sau bay lên thẳng vào mặt tôi, may mà kịp thời hợp xuống bằng không cái mỏ sẽ bị ăn trầu. Cả lớp náo động vì diễn tiến bất ngờ. Chiếc dép của ai đó từ dưới ném lên bay vèo qua mặt rồi đáp thẳng vào tấm bảng đen, nghe đùng một tiếng. Chứng tỏ cơn thịnh nộ như núi lửa bùng phát của ai đó. Còn chưa hoàn hồn thì chiếc dép thứ hai vụt tới. Có kinh nghiệm cho nên vừa thấy nó xuất hiện thấy là trộm tôi vội ngồi tập xuống núp sau cái bục giảng. Rầm! Âm thanh kinh khủng khiến hồn vía tôi bay lên tận mây xanh, tim chạy lên tận cần cổ, ngồi đó. Còn bà nó hận thù gì mà muốn lấy mạng thằng già này đây ta? Toàn trường im phăng phắc, không một tiếng động bởi sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng. Học trò có tiếng là lịch sự văn nhã, chưa bao giờ có hành động vũ phu. Thế mà bây giờ có kẻ muốn lấy mạng người, bảo sao không rúng động. Dù liêm sĩ, đồ mặt mẹt, miệng như ống nhổ. Âm thanh rít gào đầy phẫn nộ vang lên khiến tất cả con mắt đổ dồn về người vừa hét lên. Cẩm Tiên, sao lại làm như vậy chứ? Ông Lộc đâu có nói gì quá đáng khiến bạn nổi cơn tâm bệnh. Dĩnh Xuyên, Cẩm Tiên hay A Muối đều là một, tên đẹp mà đâu có xấu. Ông Lộc không hề châm biếm để khiến cô nổi sùng như vậy. À, Cẩm Tiên nổi sùng vì thằng Lộc ỉa trịnh nói cô ta nhìn đít đàn ông. Ôi, chuyện xa xưa rồi, khi cả hai còn là con nít, đâu đến nỗi gây cấn đòi mạng người khác. Ê, mấy người nghĩ đơn giản quá, nếu sau này Cẩm Tiên làm lớn chẳng hạn bộ trưởng, tổng thống, mà có kẻ nhắc lại quá khứ là nhìn vào chỗ không nên nhìn của đàn ông thì à, mấy người nghĩ sao? Bạn nữ với nhau, tôi không tán thành sự việc mà Lộc vừa nêu ra, dù là kỷ niệm. Phải tôn trọng danh dự người khác, nhất là nữ giới. Đằng này quỵt tẹt ra thì à, bị chổi dép vào mặt là nhẹ. Chuyện này tôi không để yên cho anh đâu. Cẩm Tiên đưa tay chỉ thẳng vào mặt tôi đe dọa. Một năm, hai năm, rồi mười năm sau, tôi sẽ tìm anh để tính sổ, dù cho anh chạy tới chân trời góc bể, tôi cũng tìm tới nơi. Liệu thần hồn của mình đi, ông ba qua lắm mồm nhiều lời. Julie nhìn tôi với vẻ hài hước, pha lẫn thương hại. Chuyện kể hay nhỉ, một lòng tốt không được đề cao mà trái lại bị mang ra làm trò cười cho thiên hạ. Ăn hai chiếc là nhẹ đó Lucy. Anh có khi nào nghĩ rằng Cẩm Tiên luôn tìm kẻ đáng ghét kia để trả thù như đúng theo lời cô ấy đã từng hăm dọa? Không sợ, bởi cô ta còn ở Việt Nam, còn tôi đang bên Mỹ. Hơn nữa, theo tôi nghĩ dần theo thời gian Cẩm Tiên sẽ quên câu chuyện ấy, bởi nó không có gì lớn lao khi cả hai đều là nít ranh. Sai, Cẩm Tiên không còn ở Việt Nam nữa mà đang sinh sống ở Mỹ.
Nghe nói cô ta đang ráo riết tìm anh để hỏi tội. Tội gì thì anh tự mà hiểu lấy. Cô ấy làm gì có điều kiện để sang đây? Theo tôi biết nhà Cẩm Tiên rất nghèo. Cô và bà ngoại nương nhau, tự nhau mà sống. Julie biểu môi với sự khinh thường. Nghĩ như anh thì làm to rồi. Cẩm Tiên sang Mỹ vào năm 1978 theo diện vắng chính thức mà chính phủ Việt Cộng gián tiếp cho phép. Ông Băng Xuyền lo toan mọi thủ tục, chi phí cho cô bởi ân hận về cái chết của ông Bỉnh. Nếu không có buổi tiệc kia thì cha cô sẽ không có chuyện xảy ra. Ê, sao sao? Julie lại biết tường tận mọi thứ như thế, cô là ai? Ê, xa thì cũng là xa, gần thì cũng rất gần. Lời thề ngày xưa sắp thành hiện thực. A Muối, Dĩnh Duyên, Cẩm Tiên, Julie. Lời thề ngày xưa sắp thành hiện thực rồi. Xà Hạt Phong Nhân Khẩu, tôi đọc Phổ Nhân Tâm. Tôi lạnh xương sống, mồ hôi mồ kê túa ra đầm đìa vì sợ. Khi tưởng tượng hình ảnh con dao bén ngót trên tay cô cùng điệu bộ đưa lên rồi cắt ngang như tôi từng dọa dẫm thằng Robert. Má tôi ơi, má ơi, phen này ô hô ai tai, chỉ có trời mới cứu nổi Lucy. Cô định làm gì? Đừng có hành động sằng bậy nghe Julie. Yên chí đi, mọi thứ đi trong khuôn khổ luật pháp. Tôi là sếp, anh là nhân viên dưới quyền. Mọi chỉ thị từ tôi ban ra bắt buộc thuộc cấp phải thi hành. Quét phòng ốc, lau dọn cầu xí, mua thức ăn trưa cho sếp, đưa đón sếp mỗi ngày. Giày bị bẩn, tất bị rối, áo bị nhăn, quần bị rách thì thuộc cấp phải lo toan. Nhức đầu, cảm mạo, ho hen thì ai vào đây? Julie hét to lên. Là anh, Lucy thân mến của tôi. Bỏ việc ư? Không dễ dàng đâu. Chỉ một cú phone của tôi trả lời về quá khứ làm việc của anh ở hãng cũ thì à. Nhưng ngẫm lại con người của anh cũng không đến nỗi tệ cho nên có vài biện pháp dung hòa. Thứ nhất, lên mạng xã hội công khai tuyên bố với thiên hạ về việc làm của mình trước kia, đồng thời xin lỗi con bé Dĩnh Xiên, cũng như Cẩm Tiên, nên nói rõ ngày giờ tháng năm lúc sự việc xảy ra. Không có được, tôi làm sao nhớ nổi, thời gian lâu quá rồi mà. Không muốn phải không? Vậy thì anh chấp nhận việc bưng bô đổ nước cho sếp. Mụ nội nó, dược sĩ mà làm chuyện tào lao thì chết sướng hơn. Kêu ca than thở thì mấy ai tin. Họ không bao giờ nghĩ có người sếp vô lương tâm như Julie. Thưa kiện thì lấy gì làm bằng chứng để đệ trình? Còn biện pháp chiếc trung nào không? Thưa cô Julie. Tôi nhũng như con chi chi, bắt đầu xuống giọng năn nỉ. Không còn hung hăng như con bọ xích mà yếu xìu thảm hại. Có một biện pháp nữa, một con đường tốt cho tương lai của anh. Tôi rùng mình, nổi da gà khi nghe cô nói hai chữ tương lai bởi vận mệnh đang ở trong tay người ta, trừ khi có thuật phi thiên động thổ. Anh xem tôi có đẹp không? Đẹp đẹp, vô cùng đẹp, không ai sánh bằng kể cả hoa hậu, người mẫu. Thân hình thiện sao? Tông teo gầy như khô hố chứ gì? Ý, không không, trái lại chỗ nào nên lồi thì lồi, chỗ nào lõm thì nên lõm. Cần đối toàn diện. Có quyền thế, có nhan sắc như cô thì thiếu gì người theo đuổi hoặc cầu tình. Trở lại vấn đề hồi nãy, một biện pháp tốt cho anh trong tương lai đó là anh phải gả cho tôi. Gả cho tôi? Gả cho tôi? Tôi thì thầm ba chữ đó mà không tin vào tay của mình. Cô ta muốn mình làm chồng. Ôi, sướng mê người khi ôm thân hình mắt rượi đầy đặn của người ta vào trong lòng, tay tha hồ mà rờ rẫm khám phá mọi bí mật trên cơ thể trời cho ấy. Ôi, ông trời ơi, sướng rên mé điều hiu. Lại ý nghĩ khác nảy ra trong đầu óc khiến tôi như rớt vào hầm băng, tay chân run rẩy vì sợ. Má ơi, ẩm bà chàng này về làm vợ thì thà chết sướng hơn. Mụ sai vặt đủ thứ, dọn cái này dẹp cái kia, làm việc cả ngày không phút nào nghỉ ngơi. Tóm lại tôi sẽ là tên đầy tớ không công cho cô ta. Vui thì cho lên giường, buồn thì đạp xuống đất cho bỏ ghét. Anh có biết là từ khi sau buổi liên quan tôi không dám chừng mặt ra ngoài, mặt mũi bị phổi sạch vì cái tội nhìn đích con trai. Lòng tốt không được trả ơn mà ngược lại. Danh dự của tôi đã không còn. Bao năm nay sống trong nỗi thù hận ngút trời. Tôi thề sẽ làm chủ anh sống không xong, chết cũng không êm ái.
đủ mọi hình phạt nảy nở trong đầu, mọi cách thức hầu đạt cho được mục đích. Thế nhưng không đành lòng ra tay khi nhìn thấy anh ta tiêu tan nỗi oán hận khi gặp mặt. Ông trời thay tôi hành động, một người có công ăn việc làm, có tiền lương cao, cuộc sống ổn định, thế mà sống thủi thủi con mình như cái bóng trong suốt bao năm trời. Không phụ nữ nào thèm kết duyên với hắn, không cô nào muốn gần gũi, sợ hắn như sợ cùi hủi. Tôi thì cho anh ta cơ hội, gả cho người ta đi. Thầy cùng có nhiều sao phúc, thiện tài, tinh xung hợp chiếu, người vợ có nhan sắc, có trình độ và chức vị trong xã hội, địa không, địa kiếp, chủ tai ương, tán tài, nhân duyên trì trệ. Hai sắc tinh nói trên cần nhiều bại tinh, hung tinh, cô tinh phù trì, sự hung tàn bộc phát cao độ. Nếu đầy đủ, bằng không thì giống như tướng cốt không có đàn em bên dưới. Trường hợp này là vậy. Sao không kiếp tọa thủ chỉ đơn độc một mình, trong khi xung quanh có quá nhiều phúc tinh bao quanh tướng lãnh mà không có phó tướng, thì chỉ là bù nhìn. Nhưng dù sao, nó vẫn thể hiện tính sắc chủ. Vì vậy, nhân duyên của tôi lận đận, trở ngại đủ thứ chỉ khi nào vận hạn tốt đưa đẩy mới vượt qua. Kiếp không tị hợi phát giả như lôi. Hôn nhân đi đến ngoài ý muốn. Cuộc gặp gỡ rất chóng vánh để rồi kết hợp cả hai vào thời gian nhanh nhất. Đúng với cái câu phát giả như lôi. Tôi không ngờ là mình có thể lập gia đình. Không yêu, không thương mà cũng chẳng tìm hiểu gì ráo. Tự dưng có người con gái mở miệng đòi gả cho mình. Câu hỏi duy nhất, nên hay không nên và tương lai như thế nào nếu cùng chung sống. Khi mà câu truyền khẩu đáng sợ luôn vẳng bên tai. Xà hạt phong nhân khẩu, tối độc phụ nhân tâm. Truyện ngắn đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.